khởi tố hai phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang liên quan đến gian lận thi cử. Cơ quan công an ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ gian lận thi trung học phổ thông tại Hà Giang, trong đó có hai phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo. Đại tá Lê Văn Canh, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can áp dụng các biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can. Triệu Thị Chính sinh năm 1968, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chấm thi của Hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, người trực tiếp điều hành tổ xử lý bài thi trắc nghiệm bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Phạm Văn Khuôn, sinh năm 1959, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, bị khởi tố về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Lê Thị Dung, sinh năm 1969, Phó Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang bị cấm đi khỏi nơi cư trú, khởi tố về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trước đó, ngày 19 tháng 7 năm 2018, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, khởi tố bắt tạm giam hai bị can là Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài.